Chào các bạn, hôm nay Cổ Ngoạn Cần Thơ sẽ dắt các bạn đi một vòng quanh thế giới để xem các cổ vật triều Nguyễn đã bị lưu lại khắp nơi trên thế giới nhé. Thái A Kiếm. Thái A Kiếm của vua Gia Long đang trưng bày tại bảo tàng quân đội Paris. Nó gồm hai phần, lưỡi kiếm hơi uốn cong là bằng thép dài khoảng 1 mét và chui kiếm dài khoảng 20 cm. Trên lưỡi kiếm có hãm ba chữ Hán Thái A Kiếm bằng vàng, sát với đốc kiếm, chui kiếm tạo hình một đầu gọng là bằng vàng, chạm chỗ rất tinh xảo. Các nhà nghiên cứu Dominique Wallen, Paris Pháp và theo giáo sư Võ Văn Yến, Paris Pháp chia sẻ với Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Việt Nam. Đây là thanh bảo kiếm của vua Gia Long vốn được trưng bày tại Đại hội Huế, nhưng đã bị người Pháp lấy đi sau vụ Kinh Đô thất thủ vào tháng 7 năm 1885. Chậu quán tẩy bằng vàng. Quán tẩy bằng vàng thần Nguyễn, chiếc chậu này được trưng bày trong cuộc triển lãm của nhà buôn bán đồ cổ Roger Kenvelma, London, Anh. Vào cuối năm 2018, đây là chậu rửa tay của vua trước khi cử hành những lễ để trong tông miếu triều Nguyễn. Về nguồn gốc, theo ghi chép lại cuộc triển lãm thì cổ vật này nằm trong hoàng cung Huế, sau đó được ông Sotheby, một nhà sưu tầm người Anh, mua lại vào năm 1926. Tuy nhiên, theo thống kê về những cổ vật triều Nguyễn bị người Pháp cướp lọt của linh mục Silver, nhiều khả năng đây là cổ vật bị đánh cắp khỏi Đại hội Huế trước khi bán lại cho ông Ráo Má Đi. Sách phong bằng vàng đời vua Gia Long. Sách phong bằng vàng do vua Gia Long cho làm vào năm 1807. Cổ vật này được đấu giá tại nhà đấu giá Sotheby ở Paris, Pháp ngày 16 tháng 12 năm 2010, cũng thuộc bộ sưu tập của ông Ráo Má Đi. Sách phong này do vua Gia Long năm 1802 đến năm 1820 cho làm vào năm 1807 để tôn phong bà Loan Thị Thuyết Danh, chánh phi của chúa Hữu Nguyễn Phúc Lan năm 1601-1648, là chinh thục từ tỉnh Mẫn Vệ Huệ Kính Hiếu Di Hoàng Hậu. Tuy nhiên, cổ vật này vẫn nằm lại trong bộ sưu tập của ông Ráo vì không có người mua. Sắc phong bồng bạc mã vàng do vua Hiệu Chỉ Tấn phong cho vợ. Cổ vật này ban đầu thuộc bộ sưu tập của ông Hồ Đình Xuân Paris, Pháp, đã bán đấu giá năm 1996. Người mua này về sau đã ủy thác lại cho phòng đấu giá Sotheby bán lại vào năm 2010 ở Paris. Đây là sắc phong do vua Hiệu Chỉ năm 1841-1847 chấn phong cho vợ là bà Vũ Thị Quyên, từ hạng lương trần lên hạng lương phi vào năm Hiệu Chỉ thứ 6 năm 1846. Sách gồm 5 tờ 10 trang, kích thước hơn 3 cm x 14 cm. Đây là sách phong duy nhất làm bằng bạc mạ vàng vẫn còn tồn tại. Vì ở Việt Nam và hải ngoại, người ta chỉ còn thấy một số đồng sách, sách phong bằng đồng và hễ sách, sách phong bằng lụa. Chấn phong bằng vàng lời Hải Lịnh. Chấn phong bằng vàng thuộc bộ sưu tập của Hoàng Thái Tử Bảo Long, con trai vua Bảo Đại, được đưa ra bán đấu giá ở Luân Lôn vào năm 2008. Chấn phong có kích thước 20 cm x 19 cm, là bằng vàng nặng 11,9 lượng. Thân của chấn phong khắc nổi dòng chữ Hán Hoàng Thọ Tứ Tuần Đại Thánh Tiết. Cổ vật này là món quà của người dân An Nam mừng thọ vua Hải Định nhân dịp sinh nhật lần thứ 40 vào năm 1924. Chấn phong bằng vàng đời Hải Định. Chấn phong này thuộc bộ sưu tập của cụ Hoàng Bảo Lại, đã được đưa ra bán đấu giá ở Luân Lôn vào năm 2008. Cổ vật này gồm 4 tấm vàng liên kết với nhau, có tổng chiều dài là 57,5 cm, nặng 1,66 kg. Mặt trước chấn phong chạm nổi hình bản đồ Việt Nam, chùa Hiên Mụ, Phu Văn Lâu và kỳ đài Huế, đồ án đồng may và quan hỷ ba. Mặt sau chấn phong khắc chữ Hán cho biết đây là quà tặng của người An Nam cho Hoàng Thái Tử Nguyễn Thị, sau này là vua Bảo Đại vào năm 1923. Tượng con giả trải bằng vàng đời Minh Mạng. Tượng giả trải bằng vàng đời Minh Mạng được bán đấu giá ở Paris vào năm 2011. Cổ vật này là pho tượng linh thú duy nhất bằng vàng của triều Nguyễn, hiện còn được ghi nhận từ trước đến nay. Tượng cao 12 cm, nặng 211,7 gram, được đưa ra đấu giá ở ghế bồ Melmaison, Pháp, với giá khởi điểm là 12.000 euro. Dưới bụng tượng này có khắc hai dòng chữ Hán Minh Mạng Học Phát Niên Tạo, nghĩa là làm vào năm Minh Mạng thứ 18 năm 1837, và Bát Ngũ Tế Hoàng Kim Trọng Ngũ Lượng Ngũ Khốn Cửu Phân, nghĩa là làm từ vàng 8 tuổi rưỡi, cân nặng 5 lượng, 5 chỉ 9 phân. Cành vàng lá ngọc chiên trong chậu Pháp Lam. Bộ cổ vật cành vàng đá ngọc này thuộc về nhà sưu tập tại Mỹ. Theo nhà nghiên cứu Philip Chương, Paris, Pháp, người đã tiếp xúc với bộ cành vàng đá ngọc này, chia sẻ với Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Việt Nam, thì đây là bộ cành vàng đá ngọc thực sự được gia đình nhà sưu tầm lưu giữ trong khoảng hơn 50 năm qua. Những kim bài, kim thánh, kim bội, ngọc thánh của triều Nguyễn. Kim bài khắc dòng chữ Hán Thái Bình Thiên Tử của vua Hải Định, ngọc bội khắc dòng chữ Hán Hiệu Trị Chân Vũ, kim thánh khắc hai chữ Hán Âu Tứ,
Kiều Đồng Khánh. Hiện tại có rất nhiều cá nhân và người nước ngoài hoặc Việt Kiều ở sở ngoại đang sở hữu nhiều kim bài, kim khánh, kim bội, ngọc khánh của Vương Triều Nguyễn. Đó là bảo vật truyền gia của gia tộc, họ tộc mà họ là người thừa kế hoặc mua bán đấu giá cổ vật được. Các bạn vừa xem qua những cổ vật Triều Nguyễn đang lưu lại khắp nơi trên thế giới. Hy vọng những cổ vật này sẽ sớm được hồi hương để tô đẹp thêm bản sắc văn hóa lịch sử của Việt Nam đến với mọi người. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu các bạn thấy hay thì nhớ để lại một like và một đăng ký kênh nhé. Xin cảm ơn các bạn.